Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn đó các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799 và mỗi cách thứ ba đây là mọi người cũng có thể là cái trên cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó. Mọi người có thể vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. À, và còn đối với bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên á thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha Bởi vì mỗi một lượt đăng ký một khổ một người như vậy đó, mình sẽ tự quy ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh này khó khăn ha Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên các bạn mà comment sớm nhất ở năm 1.552 ngày hôm qua Tới tầm 1552 ngày hôm qua các bạn comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Phi Trần. Cảm ơn Phi Trần rất là nhiều luôn ha. À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này bạn tên là duy bạn đã gửi về cái zalo cho mình ha mọi người ha và bạn cũng kể về mỗi câu chuyện ngắn mà bạn bị uh, ma đè ở trong bệnh viện thì câu chuyện này nó bạn nói là nói chung là do bạn do bạn xui thôi bị éo le thôi chứ con chứ có không phải là là khi không mà bạn bị đè nữa thì nó là cách đây cũng lâu rồi cũng khoảng cỡ gần uh, 10 năm trở về trước thì bạn cũng xin giấu tên cái bệnh viện này thì đây là một cái bệnh viện mà bạn cũng giấu rất là kỹ nha bạn cũng không cho mình biết là bạn ở tỉnh thành nào luôn mà bạn nói đây là bệnh viện tỉnh mà tỉnh nào bạn còn không cho mình biết luôn mọi người thì mới nói đó là vào cái lúc đó, đó là bạn là có kiểu như là bị một cái căn một cái căn bệnh thì bắt đầu là bạn có nhập viện vào trong đây thì đây là mỗi căn bệnh kiểu như là một cái bệnh viện tỉnh mà thành ra là bệnh viện nhà nước mà nó đông lắm à, nó đông dữ lắm đông luôn nha bạn vào đó thì à, đến khi mà bạn vào trong đó bạn bạn nhập viện á thì bắt đầu là thậm chí là cái, cái 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 cái, chuyện này chắc là cách đây 10 năm mới có xuất hiện thôi chứ còn bây giờ là hình như là cái luật đã cấm rồi tới nổi đó nha mà cái người điều dưỡng á người ta đẩy bạn ngồi trên xe lăn á mà đẩy bạn mẹ bạn đi chung với bạn đi vào á thì cái người điều dưỡng nó có nói với mẹ là bây giờ là trời chị hên lắm á nha chị đó chị hên lắm đó nha bây giờ là còn cái phòng nó còn đúng một cái giường bệnh á đó, đó chứ bây giờ kiểu như là bị 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 quá tải bệnh nhân rồi mà em nói chị nghe vậy nè bây giờ ráng chịu khó cho duy á cho con bé nó nằm được nhiêu hay nhiêu đi chứ lỡ nhầm khi chiều nay hay là ngày mai đó nghe mà nó vô cái giờ cao điểm á mà bệnh nhân nhiều quá đó là bắt buộc đó là tụi em phải xếp là hai bệnh nhân nằm một giường tại vì nó bây giờ nó đông quá rồi không 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 còn chỗ nào nằm nữa đó thì chị nhớ lưu ý giùm em nha hôm nay có thể là uh, duy đó nó nằm được mình chứ nhầm khi tới ngày mai quá tải là phải là hai người nằm chung một giường luôn nghe chị nha đã thì bắt đầu bạn lúc đó bạn, bạn bạn vẫn còn tỉnh mà bạn vẫn còn nghe nó rồi không lẽ đông đúc đến nỗi như vậy đông đúc ngột ngạt phức tạp nói chung là không khí bệnh viện mà nó 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 bức bối lắm đã thì bắt đầu đã đi vô tới bệnh viện rồi là như cá nằm trên thớt là người ta nói sao là mình bắt buộc mình là phải 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 nghe như vậy rồi cũng ok vô đó nằm thì cái giường của bạn á nó nó không có bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra cả mà nó chỉ có là bị cái nó hơi ồn nó ồn ào rồi đó, nó, nó nó nó, náo nhiệt trong bệnh viện mà nó ồn ào phức tạp với chứ không có gì cả thì à, mà bệnh viện cái phòng của bạn nằm thì lại không có toilet bên trong thì bắt đầu là cũng vài ba lần bạn đi toilet đó. thì bạn thấy là cái phòng kế bên của bạn là cũng đa số bạn chú ý là cái là đa số là người già không biết có phải là chủ đích sắp xếp của những cái người điều dưỡng hay là những người y tá hay không thì không biết nha mà bên giường bên bạn thì cái độ tuổi khoảng cỡ 30 mươi đổ lại rồi đa số là thanh niên À, hai mấy hai mấy dữ lắm là ba mươi ba mươi ngoài thôi còn như bạn thời điểm đó khoảng chừng cỡ 12 hai mười ba tuổi à, là vậy đó còn bên cái phòng kế bên bạn là những người già mà thật sự rồi rất già luôn có nghĩa là họ khoảng cỡ sáu mươi mấy bảy mấy tám mấy cũng có nữa và bên đó là độ khoảng chừng cỡ bốn năm giường gì đó và thiệt tình là bạn đã thấy cái cảnh mà hai cái người già nằm chung một giường luôn Kiểu như hai người bệnh nhân đó mặc đồ bệnh nhân mặc cái áo mà pyjama hay là đồ bệnh nhân á. Đó, đó là nằm chung một giường mà thấy cái cảnh đó luôn mẹ đã rồi thì nó không có thêm bất kỳ một cái chuyện xảy ra <laughs> chỉ có một cái là có một cái ông cái cái ông đó thì ổng hay từ cái phòng kế bên mà mình mới vừa nói đó ổng hay qua bên phòng bên này rồi mà không biết sao là ổng có nhiều bánh kẹo lắm nghe nói là nhà ổng là cũng cũng có điều kiện chút đỉnh à có điều kiện ổng vô ổng đưa mới mà mà cái thời điểm đó là mọi người biết là những cái những cái kiệu đài loan không những cái kiệu xăm rồi những cái kiệu gì mà của đài loan á là trời ơi nó 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 quý mà nó 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 đắt giá lắm rồi sô cô la này nọ đồ kiểu như vậy đó là hay đem qua đây tại vì bên phòng của ổng toàn người già không ổng cho thì có những người bị ngại tiểu đường tao ổng ăn đó mà không biết <laughs> có những người vô thăm ổng liên tục đó chắc là ổng cũng có chức có quyền hay là có mối quan hệ đó là ngày nào cũng có ba bốn người vô thăm vô thăm cái là bánh kẹo ê hề trái cây này nó bánh trái ê hề ổng ăn không hết mà cho người già trong phòng ổng thì người ta không ăn thành ra là buộc lòng là ổng phải đem từ bên phòng ổng ổng qua đây ổng phát tại vì bên phòng bên này là đa số là những người trẻ mọi người hiểu ý mình không cái mà qua cứ mà một, ngày hôm qua nhiều khi qua hai chập luôn á qua cho trái cây rồi ba cái kẹo xâm uh, uh, đầy anh này nọ đồ kẹo socola em mềm em, -em rồi mà khoái lắm bạn nói là bạn bạn rất 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 là khoái bạn rất là thích ăn như vậy và bạn có đôi chút cái cảm tình với ổng rồi thì uh, qua ba ngày trời bạn nằm trong cái phòng này không có bất kỳ một chuyện xảy ra và ngày nào ổng cũng qua hai lần ba lần như vậy và đôi khi ổng còn nói chuyện ổng cũng có chia sẻ là nó là do cái bệnh của ổng á là đi bệnh viện hoài đi bệnh viện dữ lắm đi luôn mà lúc trước á, lúc mà mới bệnh á, là cứ hở chút xíu là con cái đưa lên trên bệnh viện sài gòn à, bệnh viện trên sài gòn á bệnh viện chợ rẫy bệnh này bệnh kia rồi là tại vì bệnh viện mà một một năm rồi đó nhân dân gì nào đó nhưng mà riết rồi bắt đầu là mới phát hiện ra là cái bệnh của ổng là sẽ đi hoài ha cứ là sẽ không có chấm dứt đâu Nó sẽ đi hoài đi hoài đó ông nói thôi bây giờ đi trên bệnh viện lớn Trên Sài Gòn ví dụ như khi nào mà nặng kìa Khi nào mà gọi là ghê gớm mà hấp hối luôn kìa mới Kiểu như là ca dữ dằn đó, Thì đưa lên đó còn Cái này chỉ là vô trong đây tịnh dưỡng thôi Rồi truyền dịch khoảng cỡ Ông nói mỗi lần ông đi vậy là nửa tháng cứ ba bốn tháng ông đi bệnh viện lần mặn lần ông đi vậy là nửa tháng có khi là ba tuần lễ có khi là cả tháng luôn là vô cứ nằm vậy đó cứ truyền dịch giống như bệnh người già vậy mà cứ truyền dịch truyền đạm truyền này truyền kia vậy là chừng có hai tuần là ông xuất viện vậy thôi thành ra ông nói là ông đi bệnh viện như cơm bữa ông tâm sự với mấy người kia thì bạn bạn duy là bạn vô tình là bạn nghe thôi thì bởi vì á, ông đi bệnh viện nhiều như vậy thành ra là có những người coi ổng giống như là y tá điều dưỡng luôn tại vì ông rành à ví dụ như là cái 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 đồ chuyện nước biển phải treo ở đâu cái máy này để làm cái gì đó rồi muốn kêu y tá là phải kêu chỗ nào rồi toilet nằm ở đâu căng tin bán cái gì ngon tại vì ổng đi nhiều quá thành mùi quá thành ra là rành lắm dạ rồi thì cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy là sau 3 ngày như bình yên như vậy đó thì cái hôm bữa đó độ khoảng chừng tới đâu 7 8 giờ tối thì thiệt tình đúng là đông đông quá bắt đầu là ở à, cứ à, bắt đầu vô bệnh viện này nọ đồ vô nhiều nhiều bắt đầu là ông này ổng mới đi qua ổng mới nói mà ổng kiểu như ổng chọn mặt gửi vàng bởi vì tới nói là xui có nghĩa là bao nhiêu người ở đó đó ổng không chọn mà ổng chọn ngay ghi ổng mới tới ổng nói với mẹ duy á mà nói đi uh, con uh, gái gái giờ nè thằng thằng này bây giờ nó nằm bên đây đó thì nó cũng đông mà bên phòng bệnh là phòng đó là lúc đó mới biết đó nha là phòng bệnh là phòng dịch vụ cứ là một là người già còn hai là người phải là có tiền là phòng dịch vụ á thì mới qua đó ở mặc dù là cái phòng mới đang rất chật nhưng phòng bệnh ông nói á dư hai ba cái giường mà nó may nằm á à nó nó có một cái điều nó nghịch lý trong bệnh viện nhưng mà người thường thấy cái cảnh nó như vậy ha đã thì ổng mới ra ông kêu thôi uh, thôi bây giờ kêu nó cho nó đi qua bệnh uh, nằm nghỉ đi à, rồi uh, mày nằm ý là nó kêu là mẹ thì nằm ở đây giữ cái giường bạn duy thì bây giờ mẹ mà đi một cái luôn là cái giường bạn duy là coi như mất luôn sao đó thì ổng mới nói là bây giờ mẹ đó là sẽ ngủ ở đây ngủ trên giường của bạn duy để giữ cái giường của bạn duy rồi bạn duy sẽ đi theo ổng qua ngủ kế bên cái giường của ổng thì bắt đầu mẹ bảo mới nói nó trời ơi làm vậy được không rồi y tá điều dưỡng bác sĩ đồ nó tại vì hai cái phòng bệnh là cái giá tiền nó trên là rồi 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 ở Việt Nam mình nó hay có mà hóa Việt Nam nó cả thế giới người ta được nghĩ như nó là à, bệnh viện hay làm tiền dễ gì ăn được cắt bạc được của bệnh viện đó thì ổng nó cự qua bên đó nằm dư hai ba cái giường để bên đó làm gì ngày mai cự tôi đóng tiền cho ừ, tôi là vợ sức khỏe thời gian không có thôi chứ tiền thì ổng nó không có và giàu mà cứ đi qua đó nằm đi ngày mai nó cự tôi tôi đóng tiền cho nó với lại có không cự đâu tôi coi tôi nói nó là nó người nhà tôi tôi kêu ông ghi là người nhà tôi thì y tá điều dưỡng nó cũng lơ lơ à tôi giờ, ở mối trong này mà đã thì nghe đã quá mà ngạc à, ngặt cái là phòng bên bản là có máy lạnh nữa mọi người đó phòng bên có máy lạnh nó phòng này phòng quạt nực đã rồi cũng đồng ý bắt đầu là mới đi qua thấy không thì khi mà đi qua đó thì bắt đầu á, là mới à, mẹ cũng đưa lên trên cái giường cũng nằm cách cái giường của ổng độ khoảng chừng cỡ hai mét mấy ba mét gì đó thì mới nói qua đây sướng lắm mà nó là nó lạnh nha cái cái mền bệnh viện nó cũng hơi mỏng thì nó êm im im gu à im cứ là im lặng á im ắng mùa tại vì bên đây qua đây bạn có mình bạn với ổng mà cái phòng trống trải lắm đó là bên này ồn bao nhiêu là bên đây nó im mấy nhiêu bắt đầu là khoảng cỡ 9 giờ mấy là sau khi bạn uống cử thuốc cuối cùng trong ngày đó thì bắt đầu là bạn cũng đã chìm chìm vào trong giấc ngủ ngủ sâu lắm, ai mà bệnh rồi biết rồi uống uh, uống thuốc rồi nọ đồ vô, ví dụ như không uống thuốc á thì nó còn khó ngủ rồi nọ chứ mà có thuốc mà bác sĩ đưa nó kê thêm mấy viên thuốc ngủ là ngủ sâu lắm. Cái bắt đầu là bạn nằm ngủ. Bạn nằm ngủ đến uh, nửa đêm như vậy xong cái bạn nói là bạn có cái cảm giác là có người dỗ vô trong cái mông của bạn. Tại vì bạn ngủ là bạn ngủ nghiêng. À bạn ngủ là bạn ngủ nghiêng rồi bạn bạn chùm cái 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 đầu tại lạnh quá như vậy đó thì cái cảm giác mà có người vỗ mông như bạn thì hai ba bữa trước khi bạn nằm bên cái phòng bệnh bên này đó thì tối nào mẹ bạn cũng vỗ mông cho bạn cả con lúc đó bạn còn nhỏ mười mấy tuổi mà mẹ dỗ 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 này giống như là dỗ bạn ngủ như bạn còn nhỏ vậy đó ờ ừ, con ơi con ngủ cho à. <laughs> kiểu gì dỗ 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 bạn thì bạn có cảm giác là có người là dỗ vô mông mình thì cái bắt đầu á là bạn mới bà bà bạn mới mở bắt ra mà bạn không có có kéo cái mền mà bạn nói gì nè thôi mẹ đi về bển giữ cái giường đi chứ để mất cái giường nó biết đâu ngày mai mình không được ngủ ở đây ngày mai mình đuổi về mà ngày mai đuổi về phòng bệnh là bị mất cái giường mà phải nằm dưới đất nữa coi như là bị chéo que không coi như là lỡ cỡ không nó hơi mẹ 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 đi về bển ngủ giữ cái giường đi đừng có bên này nữa đã thì khi mà lên tiếng thì xong cái im ru à, không ai dẫu đích nó im ru quá trơn như vậy luôn xong cái bạn cũng lúc này bạn mới lúc này nè thì bạn mới kéo cái mền bạn thục cái đầu bạn dòm thử coi mẹ mình đi chưa thì bắt đầu bạn, bạn mở ra bạn dòm thì thấy là không còn ai nữa thì bạn nghĩ là à là chắc là là là, là, là mẹ bạn đi rồi đã thì bắt đầu mới chùm cái mền này nhắm mắt cái ngủ liền vô thuốc mà có thuốc bác sĩ mà nhắm mắt cái là ngủ liền thì ngủ được chút xíu nữa cái bắt đầu dỗ nữa mà lần này bạn nói là dỗ là dỗ hơi mạnh nha À vỗ hơi mạnh dỗ dỗ Vỗ có lực luôn á dỗ nhưng mà trời ơi ban bệnh đang rim người Mà dỗ cái nào cái này đáng đồng tiền dỗ bóp 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 Chứ mà nói là, Mẹ làm gì mẹ vỗ con đau vậy Mẹ qua bệnh đi Mất giường đó Mất giường đó Mẹ qua bệnh đi Thì lần này bạn nói cỡ nào nói vẫn không im vẫn không đi mất mà cứ dỗ mà càng ngày càng dỗ càng mạnh càng mạnh mình nói yeah, đau con đau con mẹ ơi đau con đừng dỗ nữa đi bỏ đi mất giường nó mất giường nó à cứ nói vậy thì khi mà nói mà cái lúc này cái người đó họ mới trả lời giọng của một cái người một mình xin dùng cái từ gọi là bà già luôn đó bà lão á là một cái giọng bà bà già luôn á xích bển mấy à kêu là kêu xích bẩn ơi xích bẩn mày xích bẩn mày đó là mới kêu kiểu dép thì khi mà bạn nghe cái tiếng như vậy đó mọi người nghĩ là bạn sợ nhưng không cái lúc đó bạn xích qua thiệt tại vì bạn cứ ám ảnh cái câu mà cái người điều dưỡng y tá đó là bệnh viện này đông lắm hên xui à nó có cái thời điểm mà nó cao điểm nó đông quá đêm hôm cũng vậy bệnh nhân đâu nhào vô cấp cứu một lần mấy chục người vậy đó là bây giờ đưa lên bệnh là đưa lên phòng nằm là bắt buộc là phải nhường là là hai hey, bệnh nhân nằm cùng một giường là chuyện bình thường thì bắt đầu bạn nghe xích bến rồi mấy xích bến rồi mấy một cái người một cái bà già mà khó nói chuyện mà khó khăn mà gặn gặn xích với xích với bến à. thì bạn nghe xong cái bến nói à thì chắc là đang đông nè đa mà đồng thời đó thiệt tình là bạn nói là ở ngoài hành lang bệnh viện bạn nghe tiếng đi qua lại đi qua lại thì bạn tưởng là đông thiệt thì bạn mới xích qua thì bạn mới xích qua thì khi bạn xích qua xong rồi bắt đầu cái người bạn có cảm giác cái người họ leo luôn ai mà đi bệnh viện rồi biết cái giường bệnh viện nó 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 bằng cái băng ca nó bằng cái nóc mà nó bằng ọt 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 gì vậy là nghe cái tiếng leo lên nằm kế bên bạn mà nó làm cái phòng nó đã lạnh cái mền bệnh viện nó đã mỏng mà bạn nói cái người đó họ nằm kế bên bạn sao y như cục nước đá Y như cục nước đá trời đất ơi nó nó lạnh tánh nha mọi người nha Mà nó kỳ cục cái hơi của cái người đó phát ra Nó rất là lạnh luôn cứ nằm im như vậy đó đã xong cái bắt đầu bạn cũng nói à, thôi kệ đi thì thì bệnh nhân ta nằm mà có sao đâu qua đây là được cái là có phòng mới lạnh cũng mừng rồi đúng không thì cũng nhắm mắt lại vừa chợp mắt được chừng cỡ hai ba phút vậy thôi cũng dỗ đích bạn nữa cũng dỗ bợp bợp lần này dỗ nhẹ đây dỗ cũng bợp 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 như nè khi bắt đầu là bạn biết đây đây không phải là mẹ mình à tại vì có người nằm kế bên nãy nãy là không phải là mẹ mình khi bắt đầu là bạn mới lấy cái tay bạn bạn nói là bạn đụng luôn em cứ là da kề da luôn là tay bạn đụng vô cái tay của cái người đó luôn bắt đầu bạn mới đẩy ra thôi bà ơi bà ơi bà đừng là con ngủ bà ơi con mệt bơi ơi đó và kiểu như khó chịu lên tiếng thôi bà ơi bà đừng đụng con cũng mệt bà đừng đừng đừng, có dỗ dỗ con bà ơi bà. thì đụng 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 đụng, đụng như vậy nè đã xong cái bắt đầu bà cứ kêu gì đó xích bỡn rồi mày xích vỡ rồi mày xích quá ơi xích nữa ơi xích vỡ rồi mày xích vỡ nữa mày đã là cứ lên tiếng như vậy bắt đầu bạn nói gì kỳ xích một bây giờ bạn chỉ nó bạn chưa cần xích một cm nó lọt mẹ xuống dưới giường luôn thì cái lúc đó bắt đầu là bạn mới kéo kéo cái mền mà xuống Mà bạn chưa quay lại mọi người tưởng tượng là bạn bạn nằm nghiêng quan chỗ thì cái người nằm sau lưng bạn á bạn vẫn chưa quay lại bạn nhìn mà cái cảnh tượng đầu tiên đó là bạn kéo, kéo 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 cái mền xuống mà thấy là hai cái giường ba cái giường gì đó bạn không nhớ rõ nữa cái phòng hình như là năm sáu giường thì hai ba cái giường trước mặt bạn không có ai nằm hết trơn không có ai nằm hết trơn cái bạn đó ủa tưởng là đông lắm mỗi người một giường không đủ rồi bắt đầu là mới nhét hai người một giường chứ cớ làm sao mà ba bốn cái giường hai ba cái giường bên kia trống quơ trống quá không có ai nằm mà bà này bà lại nằm trên giường của mình đúng không phải là phải đông cái bà điều dưỡng bà nói rồi phải đông lắm thì nhồi nhét hai bệnh nhân một giường cái này rõ ràng có đông đâu hai ba giường bên kia trống quơ trống quá không có ai nằm kìa thì bắt đầu bạn mới nói là bạn mới mùi tưởng tượng là cái giường một người mà hai người nằm nói chật thì khi mà nói chật thì mình xoay trở người nó khó khăn thì bạn cứ bạn cứ quay cứ cứ quay 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 cái người trời ơi bạn nói là khi bạn quay cái người cái này bạn nói không phải là xúc phạm người già gì mà thật ra là cái bạn 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 nó kinh hãi thật chứ không phải là không đâu cứ là cái bà đó không có máu me găng guốc găng nanh như con ma con quỷ thì không phải là như vậy nhưng mà bạn nói bạn quay qua cái mặt bạn rất là nhiều những cái nếp nhăn giống như những cái, kiểu như là những cái người mà có cả, trăm tuổi tám chín chục cả trăm tuổi đó mà có hai con mắt hiếp lại mà vẫn đủ thấy là chỉ có trồng trắng thôi à và cái miệng bấm móm 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 là bởi vì không còn cái răng nào cả có những người lên tới hàng 80 là rụng hết răng rồi đã là cái móm móm mớm, có như một người nhìn màn hình đấy mớm, kia mớm, à, à, là cái kiểu như vậy và khi mà bạn quay bạn nhìn nó họ đúng giống như là họ họ giả họ là một cái người mù không biết có phải hay không mà tại mới họ cứ trợn 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 mắt mà trồng trắng không à một cái gì không cứ là Đó là cái như vậy mà bắt đầu nước miếng nước miếng nước kia nó chảy nhiễu nhão nhiễu nhão thì cái thật ra cái hình ảnh này không phải là hình ảnh ma quỷ hình ảnh mà bất kỳ ai mà có những người già trong nhà mà lớn tuổi thì chúng ta thấy cảnh này rất là quen ngày xưa là bà ngoại và bà nội mình cái lúc mà nằm bệnh má mình chăm bệnh mình đi quay lại mình thấy cảnh tượng nó hoài à nó không phải gì kinh dị cả nhưng đối với bạn duy thời điểm đó mà với lại nhất á là hai cái mặt sát nhau không tới gan tay tại vì nằm chật mà thì bắt đầu bạn thấy cảnh tượng như bạn thấy cái cái vậy cứ kêu như vậy mà nước biến mà nó nhiễu như à, và bằng gốm à bạn nó bạn gì mà xin lỗi là bạn nói là tại vì bạn nhìn cảnh tượng đó bạn bạn, bạn vừa bực mà bạn vừa sợ bạn vừa giật mình mà vừa hết hồn mà bạn vừa vừa gốm nước biến nó nhiễu nhiễu tổn tổn tỏn trên cái gối bạn nằm bạn nằm chung cái gối với bạn luôn á đã thì bắt đầu bạn bắt đầu, bạn, à, 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 sao bà nằm đây sao bà nằm đây ơ ghê quá ghê quá thì bạn đẩy đẩy bạn bắt đầu bạn té một cái bạch bạn té xuống dưới giường đó thì bạn té một cái bạch xuống dưới giường một cái còn cái giường nó cao lắm nha mà té té thốn lắm nhưng mà té bạch cái, cái thì cái ông kia ông ngồi dậy cái ông mà kêu bạn ba ông mới lầm cậu ông ngồi như sao con trời ơi ngủ gì mà té thế cái thì bắt đầu mới đỡ 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 đỡ, đỡ bạn vậy thì khi mà đỡ bạn vậy bạn dòm xuống bánh không còn thấy cái bà nữa mà mới hồi nãy là bà nằm trên cái giường luôn nha mới nãy bà nằm trên cái giường mà giờ quay qua là không thấy bà đâu nữa Khi bắt đầu là bạn mới 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 ủa không không cái bà nó đâu rồi tự nhiên cái, cái giường ông bà nằm đã nằm lên vậy vậy cái, thì cái lúc này bạn nói là không biết cái ông này không có biết chuyện hay không rồi thì cái này để cuối chuyện mà nói ổng ổng dùng cách này cách khác để mà ổng đánh chống lại mà có ai đâu con ờ, tại phòng này tự nhiên hôm nay sao mấy ông bạn già của bác mấy ông xuất diễn hết thành ra là hả, ông mới thấy buồn trống trải quá ông mới kêu con qua đây ngủ chứ không có ai đâu mà nếu mà có làm sao nằm ngủ chung giường bệnh với con còn hai ba giường kia không ai nằm chứ thôi con lên nằm đi con thôi con lên nằm không có ai đâu có hồi nãy con thấy có cái bà đó bà rụng hết găng bà vậy cái ổng chặn họng ổng kêu không có đâu đúng rồi con bệnh ông biết mà ông bệnh nhiều ông biết bệnh quá cái ở đây nhầm khi con còn trẻ nè cái bác sĩ nó cho thuốc hơi mạnh cái thuốc ngủ đó mà mình mình uống thuốc ngủ mà mạnh quá cái mình mình hay ảo giác giống kiểu mình ngủ sâu quá mà nó mơ như thiệt trời ơi ông gặp hoài à thì lúc này bạn tin ổng nha tại vì như từ đầu mình cái nói là ông này ông rành lắm ông đi bệnh viện gì ông rành cái thuốc này uống sao thuốc kia à là à, bình nước biển đó là cái gì ông cũng biết hết trơn á thành ra khi mà bạn nghe ông nói gì các bạn tin bạn nói ủa vậy ông, rồi như vậy không trời con mơ sao thật quá không thấy ba nằm cứ lên con vậy cái ổng cũng ờ à, à, thôi cứ lên ngủ đi con khuya rồi cái bắt đầu bạn nói bạn leo lên thì khi bạn leo lên bạn hơi gớm gớm mà còn đổi cái gói mà bạn còn lấy cái gói bên cái giường bên kia bạn đổi qua tại vì bạn nhớ cái cảnh mà nhiễu 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 nước miếng thì bạn gớm chứ bắt đầu bạn đổi cái gói bạn đổi cái gói xong bạn cũng nằm lên mà thiệt là có thuốc bác có thuốc bác sĩ vô đã lắm nằm cái cạch là ngủ à nằm cạch điểm một mười là ngủ á à là cũng nằm xuống bắt đầu ngủ phê coi như không biết gì thì một chút xíu nữa lúc này thì do là cái tật khi mà bạn nằm ngủ một mình bạn như vậy thì bệnh một phần là cũng do bệnh đó. mình ngủ mình thấy giang tay giang chân ra cho nó thoải mái mà bệnh bệnh mà nên mà cứ ngủ là nó giang tay nè à, là cứ nằm giống như mình mùi nhìn màn hình đó là cứ làm ngủ giang cái tay như này Đó. thì bạn đang nằm hỏi các bạn thấy là cái tay của bạn nó mỏi y như là có người mà gói đầu trên cái tay của bạn gì đó nó làm cho nó tê cái thần kinh nó bị tê tê cái tay nó nó mỏi mỏi cái tay bạn mở mắt ra lúc đó tại vì Ngồi hiểu là bạn đang nằm như vậy Mà nếu mà có ai đó họ kê cái đầu lên cái tay của bạn Thì tức có nghĩa là họ sẽ thấp hơn bạn một cái đầu Đúng không? Thì cái đầu nó đang đặt cái tay mà Cái tay vị trí này nè Thì họ đặt cái gì cái tay của mình đặt đây nè Thấp hơn bạn cái đầu Thì bắt đầu bạn đang nằm Cái bạn mới mở ra bạn quay, 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 quay quay Một chùm tóc luôn đó là mà chùm tóc mà kiểu như là bạc mà nó kiểu như bạc rồi đen mà nó nó phủ những người mà khoảng cỡ 7 80 tuổi đó cái kiểu kiểu như vậy. Muối tiêu á mà 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 kiểu như là là muối nhiều hơn tiêu quá á à, là kiểu, một chùm mà nó rối bời à. Nó rối bời hết vậy luôn cái bạn dòm dòm bạn còn tưởng đâu là mẹ mình tại vì thật sự đúng là mẹ bạn này cũng là đã tóc muối tiêu rồi lúc đó là cũng đã tứ tuần rồi nhưng mà là gọi là tiêu nhiều hơn muối à, nhưng mà có này là muối nhiều hơn tiêu thì bạn <laughs> bạn cứ dòm bạn mở mắt ra bạn giờ bạn thấy cái đầu gối lên như vậy nằm như vậy nè nói ủa không lẽ bệnh hết giường rồi mẹ bạn là 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 thân nhân mà đâu có được nằm giường bệnh đâu chắc là mẹ đủ bị đuổi mẹ qua đây thì bắt đầu cái bạn thấy gì đó cái bạn thấy gì đó bạn nói mới cái mẹ mẹ người ta đuổi mẹ qua đây mẹ đang buồn ngủ, buồn ngủ mà thuốc bác sĩ nó mệt đó mẹ mẹ người ta đuổi mẹ qua đây hả mẹ người ta đuổi mẹ qua đây hả mẹ đã lên tiếng kêu đó thì kêu vậy xong cái bắt đầu bạn nghe cái tiếng mà giống như kiểu mà cái tiếng nhai chầu phải không những cái cái nhột đó cái tiếng chẹp chẹp vậy đó cái bắt đầu họ mới ngước lên đang nằm gói đầu bạn hỏi ngước rồi họ ngước cái đầu lên ngước để mà cho bạn thấy cái mặt á ý là ờ ừ, là tao không phải mẹ mày á là chứ bây giờ mày kêu mẹ mày hoài thấy cái mặt tao không cái mặt tao không phải là mẹ mày đó à, là cái kiểu giống vậy là cứ cứ nhốt mà cứ đưa đưa cái mặt lên Mà cái miệng nha y chang là cái mặt bà đó phải y chang là bà đó đó cũng mắt cũng hí hí mà trọng trắng không mà cứ ngồm ngồm cứ nhai nhai mà không biết nhai cái gì nước biển nước nhiễu mà rồi bên đó là nó nhiễu lên trên cái phần nách của bạn nè cái gói trên cái con chuột của bạn thì cái đầu của ngay cái, cái, cái miệng của bà là ngay gần gần cái nách của bạn nè cái cái vai là nhiễu 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 lên mà bà nó rồi cứng ngắt đè lúc này đè bạn cứ ngắt hồi nãy khi bạn thấy bạn còn ôi ba sáu ba năm đấy thì bạn còn té xuống được là coi như là bạn không có bị đè bạn còn điều khiển được cơ thể bạn đúng không còn cái này là cứ ngắt luôn đơ cứng ngắt người bạn cứ không có nhúc nhích được họ chỉ đè đúng cái tay bạn thôi mà từ cái tay đó mà đè hết cơ thể bạn không nhúc nhích gì được cứ cà miếu cà miếu bạn thấy vậy bạn nó có dám giờ bạn cứ gì nè bả thì bạn cứ ngước là bây giờ còn bạn là bạn cứ gì nè à, bạn bạn cứ kiểu như bạn bạn quay chỗ khác cái mùi hiểu không cái tay bạn để nè là bạn cứ gì nè <laughs> <laughs> à, <laughs> là cứ né cán cố gắng né né cứ né vậy. đó thì cái tiếng mà hí 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 của bạn ấy, thì bắt đầu là hình như ông kia cũng nghe thì khi lúc đó đó bạn nghe cái tiếng gì nè phập 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 thì bạn nghe cái tiếng gì đó cái tiếng mà cái tiếng phập 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 đó cái bắt đầu ấy, là bạn mới mới kiểu mà bạn mới dán chân lại bạn quay bạn giờ bạn quay giờ thì khi bạn quay bạn giờ bạn thấy cái ông đó ông cầm khăn khăn đúng khăn rằng luôn là khăn mình những người, người miền tây hay xài á Hỏi là ông ông, ông cầm cái ông, ông làm gì nè y như đuổi mũi vậy nó kêu đi thì lúc này là bạn đã không thấy bả nữa rồi mà cái ông đó ông đang dùng cái khăn ông đập lên trên cái chỗ mà bả nằm á ngay cái phần nách của bạn ngay cái phần mà cái khúc giường nhỏ nhỏ khoảng chừng cỡ 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 chút xíu vậy nè ông cái khăn ông nè nó đi, đi cháu tôi á cháu tôi nó cháu tôi à là cứ như vậy ông cứ nói cháu tôi nói cháu tôi ông cứ đập như vậy nào? Thì cái lời nói và cái hành động của ổng chứng minh điều gì? Ổng biết có sự có mặt của bà đó. Nhưng mà ổng chối nha, ổng không nhận. Cái bắt đầu bà ổng ổng bà, bà, quay. Ông con sợ bỏ lại không? Bỏ lại không? Không 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 có gì đâu con, thôi tội nghiệp người ta lắm con. Thôi tội nghiệp người ta không sao không sao được rồi được rồi. Thôi rồi rồi, không sao không sao, con gán đi con sắp sáng này không không có đâu. Rồi, ông 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 nói không rồi, ông nói ông, nói bà rồi, ông nói bà rồi. không không gì con ngủ ngủ đi con đó là bạn sợ quá trời sợ rồi bắt đầu là bạn phải ngồi vậy bạn đi qua bên 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 phòng của mẹ bạn luôn một hai bạn đã cứ đòi đi như vậy đó, đã, mà lúc đó khoảng cỡ bốn mươi mấy sáng thì bốn mươi mấy sáng trong bệnh viện cũng đông mọi người y tá điều dưỡng tới lui thân nhân bệnh nhân nằm lê lệch đúng ngoài mày làng mày làng lan là, là cũng nhiều thì bạn cũng đi qua đó nha bạn cũng đi qua bên đó thì khi mà đi qua đây đó là mẹ bạn thì trên cái giường đó là có hai người rồi là một người là bệnh nhân à, và người còn lại là mẹ của bạn nằm ở đó luôn nói chung là nó phức tạp lắm trong bệnh viện mà cách đây mười mấy năm trở về trước còn cảnh tượng nó nó quen thuộc mà cái bạn đi qua mẹ ơi mẹ ơi con sợ con sợ bây giờ đâu có chỗ đâu nằm đó bắt buộc mẹ bạn phải leo xuống bạn nằm kế bên lúc đó là một cái chàng trai một thanh niên cũng lớn tuổi thì bạn nằm kế bên chàng trai là mẹ bắt cái ghế bà ngồi cái bên bà quạt quạt thì bạn cũng kể hết câu chuyện vậy 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 mà chịu tội ghê quá thì ma cỏ gì vậy ha rồi thì bắt đầu là cũng vậy có đến sáng hôm sau cái ổng mới qua ổng đưa cho bạn tôi nói một đống kẹo luôn lúc trưa trưa rồi chứ không phải buổi sáng nữa Giống như là có người vô thăm ổng rồi giờ cho bánh cho kẹo ổng đem qua một đống luôn giống như là ổng thay lời đó ông xin lỗi bạn nhưng ổng không nói một cái từ gì hết ý là ổng không có nói về cái câu chuyện ma đó ổng chỉ qua ổng đưa à, thôi là cái bánh kẹo là con ăn đi ổng ăn hết rồi để, để dành đi bệnh con chừng có hai bữa nữa về thì để có gì đem về nhà ăn không rồi đến chiều ổng đưa tiếp chứ đó thì bắt đầu là mẹ bạn hỏi nó ủa ông ông kêu hỏi tối hôm qua duy nó ngủ bển nó gặp về vậy ông, ông có gì đâu thôi tội nghiệp người ta là mà người ta cũng không có về được thì người ta dậy thôi được rồi tôi không có sao đâu không có sao đã có nghĩa là ông không có nói vô vấn đề ông không có khẳng định là cái người đó có hay không hay là ma hay là có không có nói nhưng mà những cái biểu hiện của ông những cái lời nói thoái thác của ổng chứng minh một điều là ổng biết cái sự hiện diện của cái bà đó. Ổng còn nói là tội nghiệp người ta, người ta không về được, người ta mới như vậy. Ổng còn ổng còn ấy như vậy, không còn, còn biết như vậy nè. Đã hình ra là từ sau đó bắt đầu là hai ngày sau là bạn xuất viện về lên. Thì trong vòng hai ngày đó là bạn rất là sợ ông luôn á, bạn với mẹ rất là sợ ông luôn, thì lúc này lại thấy thêm một khía cạnh nữa, mới đầu vô là thấy ông này cũng tốt, ông hay hướng dẫn người này người kia, ông hay cho bánh cho kẹo là một cái người già bị bệnh mà giàu có, đâu phúc hậu giàu có nhưng mà sao cái câu chuyện rồi thì, ông cứ nhìn ông cứ thần thần bí bí làm sao á, đó. đó mà còn một phần là còn trách ổng là, là 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 tại ông kêu mình qua nằm rồi đó là mình mới bị cái vấn đề như vậy như vậy vậy như vậy nữa, còn còn ghét ổng nữa chứ đừng nói đại đạo ổng cho bánh cho kẻ không lấy không lấy không lấy nữa ổng cũng rất là tội nghiệp ổng giống như là ổng có bị một cái chuyện như đó mà ổng khó nói hay sao đó ổng biết mà người ta lớn tuổi người ta nhìn người hay lắm ổng biết là à bạn duy với mẹ bạn duy là bực bội ổng là ghét ổng rồi nhưng mà ổng cứ ấy nấy ấy nấy vậy tuy nhiên không giải thích vô cái vấn đề đó không hiểu lý do tại sao thì rồi sau đó bắt đầu là hai ngày sau thì bạn cũng xuất viện ra về và cho tới hiện tại bây giờ 10, 10 năm trời rồi. Không còn, đương nhiên là không còn liên lạc và cũng chẳng biết ổng là ai mà chẳng biết ổng là còn sống hay là nó mất cũng không biết luôn. ổng à, thần bí y như là cái người đàn bà mà nằm kế bên cái giường bạn vậy đó. Y chang thần rất là thần bí như vậy luôn đó thôi rồi à, đó là cái cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha thật sự là những cái câu chuyện mà thần bí như vậy nó có nhiều cái để người có thể là tự vẽ ra cái cốt truyện ví dụ như bà đó là vợ của ổng hay là bà đó là là em của ổng hay là à là bà đó đã từng nằm chung nằm dùng dung dần bệnh rồi bắt đầu đó mất đi hay là làm sao sao đó rồi nó có nhiều thứ diễn ra mà tại sao ổng phải giấu chứ nếu mà thật sự ổng với bà đó Sao ta, nếu như bình thường nhanh theo như những câu chuyện ma mình kể là cứ nói thôi à là cái bà đó bà ấy, chết vậy vậy rồi ông thấy rồi ông sợ quá ông kia không qua nằm chung hay sao ông luôn luôn tránh né mà có một cái sự cảm thông đối với cái bà đó nữa tôi rất là thần bí không hiểu ổng giữa ổng và bà như thế nào không hiểu luôn à vậy hào mùa hàng thì cái đây là mọi đây là cái câu chuyện nó kết thúc ngang như vậy nó kết thúc mở như vậy thì mình có thể là tự tự đoán xem cái mối quan hệ giữa ông đó và cái bà ma là cái gì ha mọi người có thể tự đoán nha. Thế rồi đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai và nhớ đừng quên nghe à, ngày mai là thứ năm tới ngày 28 thì 28 29 là hai ngày mà mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 ở chi nhánh 3. Bởi vì chi nhánh 3 đã đổi địa chỉ rồi là chuyển từ chính thức là ngày hôm nay là đã chuyển rồi nha. Những người nào mà có qua bên 360 ủy nhân luôn thì chắc sẽ thấy cái bảng mình đã kêu ông anh mình treo đó là cái địa chỉ cái chi nhánh ba của mình là đã chuyển địa chỉ từ 360 Nguyễn Văn Luân chính thức dời về 511 đường Minh Phụng ở quận 11 ha mọi người hen đã thì à, vì à, à, chuyển đi nhưng mà hình ra là có một cái chương trình mua hai tặng một cho tất cả những cái món trong menu à, bao gồm luôn cả sữa gạo rang chân châu dạo gần đây rất hot thì thông à, qua mình có hứa là mình sẽ à, ra chơi với mọi người à, tuy nhiên là hôm nay thật sự là cái bệnh sốt siêu vi này nó khủng khiếp quá mọi người ơi à, sáng giờ mình ngủ ly bì luôn nó làm cho cơ thể mình đuối lắm thì không phải là mình đây không phải là một cái lời từ chối đâu là đây là một cái lời bỏ ngỏ thôi là mình không biết là ngày mai mình có đủ sức khỏe để mình chạy ra đó mình ngồi với mọi người hay không tại vì mình sợ chỉ sợ duy nhất một điều là chạy ra ngồi thì được rồi đó nhưng mà lúc mà về thì không còn sức khỏe để mà kể chuyện à, mà cái đương nhiên thì đương nhiên kể chuyện là cái chuyện quan trọng nhất Được buôn bán là cái chuyện phụ thôi một người mua thương cảm ơn chứ còn kể chuyện phục vụ một người hàng ngày là đó là cái điều tiên quyết đó anh là đây là một cái lời bỏ ngỏ nha thì nếu như mình thấy sức khỏe mình ok thì ngày mai và ngày mốt thứ năm và thứ sáu hai cái ngày mua hai tặng một đó mình sẽ có mặt ở đó để mà à, bán hàng với mọi người để chia chơi với mọi người còn nếu không thì mong cả nhà cho mình xin lỗi rất là nhiều nhưng mà dù có mình hay không thì hy vọng là mọi người vẫn sẽ ghé ủng hộ địa chỉ mới là 511 đường Minh Phụng ở quận 11 ha thế rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay thì câu chuyện tiếp theo này mùi, mỗi câu chuyện nó nó rất là hay, nói về một cái góc nhìn cho mùi xem một cái góc nhìn khác, mùi nghe mùi hòa mình một cái góc mình một cái góc nhìn khác của những cái người làm nghề thầy pháp. À, thì bạn này bạn xin giấu tên bởi vì cái người thầy pháp chính trong câu chuyện này chính là mẹ của bạn như tôi đề nghị nay là mẹ tôi là thầy pháp ha Uh, thì bạn nói là bạn xin giấu tên thì mình xin phép đặt tên cho bạn này bạn tên là trang đi và câu chuyện này là bạn xảy ra ở hà nội nhưng mà nói là bạn cũng xin giấu địa điểm luôn tại vì bạn nói là nếu mà nói ra thì chắc là uh, nhầm người là người ta sẽ biết ha thì bạn nói là bạn chỉ ở một cái vùng ngoại ô ở ngoài hà nội thôi câu chuyện này lúc đó là bạn còn nhỏ thì bạn nói là bạn không hề biết đến cái nghề mà mẹ bạn làm thầy pháp và mẹ bạn cũng giấu bạn như lắm cũng cũng giấu uh, trong gia đình cũng có một vài người là biết thôi nha mọi người nha đó và trong đó là đương nhiên là có bà ngoại của bạn và thêm một hai người thân cận nữa là biết và mẹ vì mẹ muốn giấu bạn như vậy thì con nít đó, nó rất là hay chúng ta người lớn chúng ta thường chúng ta coi thường con nít vậy chứ mà ví dụ như nó độ tuổi mà nó năm sáu tuổi ví dụ như bé bơ con mình này khó khi nào mà mình 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 giấu được đó cái điều gì đó nó nó hay tò, tò mò nó thấy mấy gì là cái cách quan sát của đứa con nít nó nó hay lắm mọi người nó 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 chi tiết hơn người lớn mình rất là nhiều mẹ bạn biết được điều đó mẹ bạn biết hình ra đó là, là từ lúc mà bạn còn nhỏ cho đến khi bạn cỡ chừng cỡ ba bốn tuổi gì đó đó là hai mẹ con có ngủ chung với nhau bình thường nhưng mà rồi sau đó là mẹ bạn không ngủ chung với bạn nữa mãi cho đến khi mà lớn luôn đó nha, một người nhanh là không ngủ chung nữa là gửi bạn cho bà ngoại và mẹ bạn nói là mẹ bạn sẽ đi làm và sẽ phải đi làm xa nhà và nói chung là cứ hai ba ngày thậm chí là hoặc thậm chí là một ngày ngày nào cũng có là đi về thì bắt đầu bạn mới phát hiện ra đó là mẹ bạn là thuê một cái phòng trọ cách nhà của bạn độ khoảng chừng cỡ ba cây số à mà trong khi bạn nói là lúc đó bạn còn nhỏ tuy nhiên bạn vẫn biết là nhà của bạn dư để ở có một mình bạn lúc đó mẹ có một mình bạn hả à. đó một mình con gái lúc đó bạn không có nhắc đến ba nha không biết là ba bạn như thế nào thì bạn không có nhắc đến thì mình cũng xin lỗi trước ở nhà cái nhà rộng đinh nhà của mẹ bạn luôn mẹ bạn đứng tên luôn á nhà có hai bà cháu ở rộng rinh vậy đó mà mẹ bạn phải đi ra ngoài để mà thuê phòng trọ ở là cái điều là vô lý đầu tiên là bạn nhận ra à một đứa con nít như bạn trang là bạn nhận ra sao nó kỳ vậy đã rồi ví dụ như là ngày nào mẹ cũng về hoặc là lâu lâu hai ba ngày mẹ bạn về nhưng mà là về đến chiều tối là đi cho bạn ăn bạn uống dẫn bạn đi chơi như một cái người mẹ bình thường chỉ là tối là không ngủ chung là tối là mẹ bạn là phải đi qua bên chỗ khác để mà ngủ không thì đến cái năm đó bạn không nhớ rõ nữa hình như là bạn khoảng cỡ 7-8 tuổi gì đó thì hôm bữa đó là bà ngoại bị bệnh rất nặng bị bệnh rất nặng luôn là bà ngoại phải 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 nhập viện cho một cái bệnh viện rất là lớn ở ở ngoài Hà Nội luôn và có cô gì chú bác gì chăm sóc chỉ có ngặt một cái là bạn bắt buộc bạn phải đi qua bên nhà để mà bạn ngủ với mẹ của bạn đã thì à, nói rồi nghe thì mẹ bạn vẫn đồng ý thôi Mà chắc là mẹ bạn sẽ khéo léo để mà che giấu cái nghề của mẹ không bạn nói bạn điệu từ nhỏ rồi tới lớn bạn bạn, bạn, bạn vẫn nhận bạn là một cái người rất là rất là điệu đà con gái mà thích túi sách lắm à thích túi sách mà cái kiểu như là hay cái cái cái, cái, cái kiểu mà bạn thích túi sách của kiểu của bạn ngày xưa nó không phải là cái kiểu à là túi sách rồi trang son phấn trang điểm rồi cặp vô nách rồi đi giống người mẫu điệu đà không phải cái kiểu như vậy cái kiểu của bạn là bạn bạn thích cái túi sách để đi chợ hay 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 đóng giả giống như bé bơ con mình vậy nè nó nó hay đóng giả nó cầm ví dụ như mình nó là cái cái túi sách này đi đúng không nó hay hay đóng giả cầm cái túi cái bắt đầu là um, cô cô bán con mấy ký thịt đây đó à là bỏ vô xong rồi lấy tiền trả là thích à thích đóng vai một cái người đi chợ và cầm một cái túi như vậy và cứ bạn cứ hệ bạn nhìn cái túi là bạn thích cầm lên để mà đi chợ mẹ bạn rất là nhiều túi ba ba bốn năm cái túi thì bạn không có nhớ rõ mà nó đủ thứ màu sắc trên đời trong và bằng thổ cẩm bằng những cái loại vải bạn chưa bao giờ bạn thấy cứ là đẹp thì nó không đẹp mà nó lạ đồ của thầy pháp mà thì lúc đó qua đây á thì như mình nói là không bao giờ có giấu được mấy đứa nhỏ là vậy thì mẹ bạn vẫn đi làm hay là có đôi khi là bạn chỉ biết là có khách tới mà cứ khách của mẹ tới là khóc không à không thấy có ai vui trên khách nào tới gặp mẹ ai cũng khóc rồi đúng rồi mình đi gặp đại pháp ai đâu vui phải có chuyện đó mới 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 đi tìm đại pháp cứ ai đó kêu mẹ bằng cô lúc nào cũng kêu mẹ bằng cô thì bây giờ mình cũng xin phép đặt tên cho mẹ luôn đi ha thì kêu mẹ là cô Lan đi kêu kìa cô Lan dạ cô Lan ơi giúp cho con bây giờ con khổ quá cô Lan ơi chồng con nó đi theo đi chó đâu chứ không phải giả là cứ khóc lóc là mẹ bạn để là cũng hồi cũng nghiêm trang búi tóc cao lên như vậy nghe rồi bắt đầu là nó nói chuyện giống như là bạn nói là nhìn mẹ giống như là cô giáo vậy đó à lúc đó bạn còn nhỏ mà nó có biết đâu cái trí cái, 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 óc trẻ thơ thì nó chỉ biết như vậy thôi nó trời mẹ giống như cô giáo vậy đó, nói chuyện như là người kia họ quỳ kế bên họ dạ khoanh tay dạ dạ y như là cô giáo như học trò thì uh, cũng một hai lần như vậy cái bạn ở trong đây bạn lấy cái vỏ à bạn lấy những cái túi của mẹ bắt đầu là bạn á ah, là cũng đi vòng vòng trong phòng tại vì mẹ dặn là khi mà mẹ có khách là tuyệt đối là bạn không có được đi ra mẹ thấy một cái là mẹ giận này nọ mà bạn sợ mẹ lắm bạn sợ mẹ giận mẹ la lắm mẹ, bạn mẹ liếc một cái bạn đái một quần à nên đó là một khi mẹ đã có khách rồi là con cứ ở trong phòng nó con không được phép làm đi ra thì khi mà mẹ có khách cái bắt đầu là bạn ở trong phòng như vậy <laughs> thì bạn cũng biết là những cái lúc đó là những lúc bạn tự do nhất mẹ bạn không có kìm cặp bạn tại vì khi bạn ở với mẹ là mẹ bạn kìm lắm sợ bạn phát hiện ra mẹ bạn làm rầy á bảo là mẹ đang bận ngoài đây rồi bạn rảnh tay mà cầm cái vỏ đi tới lui trong phòng bắt đầu thì mẹ nói là bạn đụng cái vỏ nào ở trong đó nó có những cái lá bùa mà cái độ tuổi của bạn thời điểm đó bạn cũng không biết đó là bùa mà nó làm nó đủ thứ màu trơn nha màu xanh đỏ tím vàng gì cũng có mà những cái loại giấy thủ công cũng có mà giấy a 4 cũng có mà giấy thảo chỉ cái loại giấy mà chúng ta hay mua để chúng ta đốt với tiền vàng bạc có một cái loại giấy thảo chỉ nó hơi thô ráp á là kiểu gì? rồi chữ trên đó là chữ ngoệt ngoạt mà nó là chữ việt tại vì lúc đó, đó là bạn đã lớp 3, lớp 4 rồi bảy tám tuổi mà thì bạn 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 bạn, bạn, bạn đọc được mà, mà nó khó đọc lắm đôi khi bạn đọc được một vài chữ ví dụ như là chữ ma chữ quỷ chữ yếm hay là chữ trần cái gì đó những cái chữ mà nó khó đọc lắm thì cứ đụng đến đâu thì con nít mà thấy một cái đống như vậy đúng không bóc nó ra quăng bên cầm cái túi không tại vì mình suy nghĩ đơn giản à Bây giờ mình muốn sử dụng cái túi này để mình đi chợ nè Mình giả bộ mình đi chợ nè Mà bây giờ cái túi này nó nhiều bùa quá Nó nhiều những cái tờ giấy dụng quá Mà túi nào cũng vậy hết Thì con nít nè Lấy cái đó ra Dục đại gì đó Tưởng nó Tại vì nhìn cái đống này, như cái đống rác Cứ dục đại gì đó Rồi cầm cái túi là cứ đi chơi À cứ đi vòng vòng chơi Và bạn để ý nha Cứ mỗi lần mà bạn lấy cái đống đó Bạn quăng ra một cái là bạn nghe tiếng Rùm 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 ở dưới bếp á ở dưới bếp mà thêm một cái nữa là cái khu bếp là cái khu mà mẹ bạn cấm tuyệt đối bạn không được đi xuống bạn qua đây bạn ở với mẹ bạn thì đây là một cái căn nhà trọ đó cũng nhỏ thôi thì bạn chỉ được phép đi học về mẹ rước vô là đi vô được tới chỗ cái trong phòng rồi đi vô đó nằm vậy thôi đó đã còn không có được phép bước xuống dưới bếp đã vậy đó mà bạn cứ lấy cái đống dây đó bạn quăng bạn cầm cái túi sách bạn bạn cặp nách cô cô bán con miếng thịt ba chỉ cô cô bán con miếng bò rồi giả bộ như là bắt đầu là nghe dưới bếp rầm 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 như là có ba bốn người mà chạy đùng 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 ở dưới đó gì đó à là cái như vậy đó bạn nói bạn ngay thơ mà đâu có biết cái gì đâu chúng ta ờ thơ cũng cũng kệ nữa sao mình cứ chơi đã là ngày qua ngày lúc đó là bà ngoại bạn bệnh nặng lắm bạn đó là bệnh nhập viện đâu là gần cả tháng trời luôn á rồi cái đó là nhập viện xong rồi về không còn không đủ sức khỏe để mà đưa rước bạn là bắt buộc phải ở với mẹ bạn ở với mẹ gần cả tháng mà đã thì cứ lần nào như là bạn canh hay lắm nha bạn canh mà mẹ bạn thì đương nhiên mà khi mà chúng ta chào từ biệt khách ờ ừ, thôi con về nha rồi có gì lần sau con cứ ghé đây cô giải quyết cho nha là bạn nghe đến câu đó là bắt đầu bạn gom bồ bạn bỏ vỏ đó đó con nít mà nó nó hay lắm nó nhất quỷ gì ma thứ ba học trò nó hay lắm nó nhét vô vỏ bắt đầu là cứ như là ăn dụng chùa mép đó là xong bắt đầu giả bộ nằm coi tivi như vậy, như vậy là mẹ không có phát hiện mẹ không có phát hiện ha nhưng rồi cái lần đó là mẹ phát hiện cái lần đó mà phát hiện là bởi vì như vậy thì cũng mẹ cũng tiếp khách rồi một cái người đàn ông cũng đang khóc lóc cũng xin cô cô lan giúp tôi này thì bạn trong đây bạn cũng lấy một cái vỏ khác bạn cũng bỏ lấy cái lá bùa ra bạn vừa lấy bùa bạn bỏ ra là bạn cái rầm 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 mười lần như một bạn cũng kể luôn tại vì nó quen rồi thì bạn cứ cầm vô bạn đi thì lúc này bắt đầu là mẹ bạn hình như là có để quên một cái vật dụng một cái đồ nghề để mà làm thầy gì đó trong phòng đã thì mẹ bạn sau khi mà à, tiếp khách xong và cần sử dụng món đồ đó là mẹ bạn cứ tự nhiên và mẹ bạn đứng lên đi vô phòng lên thì khi mà mẹ bạn vừa đứng lên đi vô phòng thấy bạn cầm cái túi sách đi dọc vòng, vòng một cái lá bùa để một đống ở trên giường như vậy trời ơi bắt đầu là mẹ bạn la quá trời la mày ngắt cái lỗ tai bạn mà bạn nói là nhớ nhớ đời luôn à lần đầu tiên mà mẹ giữ mà <laughs> mẹ 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 rất là dữ mẹ liếc mẹ chửi ghê lắm mà lần đầu tiên là tác động lên cái người của bạn mà cầm cái lỗ tai bạn ngắt mà dặn mà chiếu lên. trời ơi mà mọi người biết rồi trời ơi mấy chị mà mấy cô ngoài bắt chửi dữ lắm chửi mùi ơi chửi khủng khiếp lắm À, tại sao mày làm như vậy mày làm, mày, mày sao mà làm như vậy hả con nó con cứ nhắc nhéo nhéo là trời ơi bà nói đau điếng rồi sao đó rồi bắt đầu là mẹ mới gom cái bộ mẹ bỏ vô túi sách xong nha bắt đầu mẹ lẹ mà lúc đó mẹ rung cái tay lắm kìa giống như là làm lẹ để không kịp á cái kiểu giống như là mẹ sợ không kịp hay sao đó đó bắt đầu là mẹ là mừng ờ, ngồi đó chờ cô xíu nha đó là nói với người khách đó ngồi, ngồi chờ cô xíu nha bắt đầu rút ba cái nhang lên mà thấy chân tay của mẹ rung 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 vậy nè đốt cái nhang bắt đầu mẹ dọc qua sau bếp bắt đầu là mẹ đứng mẹ mẹ bạn nghe bạn mẹ nói mà thôi 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 con tôi nó còn nhỏ nó không biết thôi 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 đừng 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 quấy phá nha đừng đừng quấy phá nha thôi 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à là mà mẹ nói mà cả lắm cả chất cả lắm cả chất bình thường mẹ nói bạn nói là mẹ bạn rất là điềm đạm dân tao làm thầy mà làm, nó phải giỡn thầy bùa thầy pháp mọi người điềm tĩnh nói chuyện hay lắm đó mà bây giờ rung mà nói chuyện lắm ba lắm thôi 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 bình tĩnh bình tĩnh nhớ bình tĩnh nhớ họ là cứ như vậy đã cái rồi cũng xong nói chung là cũng hình như là cũng lo liệu xong đó cũng lên ngồi tiếp khách xong khách vừa đi về bắt đầu là bắt bạn cúi xuống quýnh bạn quá trời quá đất quýnh vô đích bạn đó, để mà bạn chưa cái tật mà à là chơi bùa chơi chú gì vậy, vậy mà mẹ bạn không có nói mẹ bạn chỉ là cấm tuyệt đối không có đụng vô những cái đồ của mẹ những cái đồ làm nghề của mẹ là không có được đụng vô là chỉ nói vậy thôi chứ không chứ không có hề cho bạn biết đó là bùa là chú gì cả mà nó là bạn rất là ức nha tại vì thiệt tình là cũng đúng một phần là bạn đâu có biết đâu con nít mẹ thấy cái cái giỏ để giấy không thì móc ra để đóng vậy đó mà giỏ nào cũng giấy không như vậy đó rồi đó là cái lần như vậy <laughs> bắt đầu tới những cái lần nho nhỏ tiếp theo á là bắt đầu là có bạn lý sau này bạn 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 sâu chỗ là bạn lý là có những cái ca đó mà giống như những cái ca nghiêm trọng thì ừ. mọi người nghe chuyện ma mình ngồi biết rồi có những ca mà thầy pháp phải phải nhức đầu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giải quyết được thì bạn thì mẹ bạn là thì cũng có những cái ca như vậy có nghĩa là cái người khách đó họ tới từ khoảng cỡ bảy tám giờ sáng là họ tới họ ngồi họ nói chuyện với mẹ họ kể mẹ nghe lúc đó bữa những cái bữa mà bạn không có đi học hay là sao đó hay là những có những bữa đi học là từ lúc bạn đi học là cái người khách đó đã có mặt trong nhà bạn đến khi đến chiều bạn đi học về luôn cũng cái người khách đó vẫn còn ở trong nhà và thấy mẹ cũng mồ hôi một cái, đổ nhiễu nhẽo rồi mẹ còn cầm móng tay mẹ bấm bấm rồi nói chung là cái gì nó khó khăn lắm thì cứ hễ những lần như vậy là tối đó lúc đó cái trí óc trẻ thơ của bạn thì bạn nói là mẹ bị mớ à mẹ bị mớ có nghĩa là mẹ nằm mẹ ngủ mà mẹ cứ dậy nè không có phải là la lạng quýnh không không phải gì phim kiếm hiệp mà mẹ nằm mà bạn nói là bạn bạn mẹ cứ nằm im trên cái giường như vậy nè mẹ cứ gì nè à cái người mẹ mà cứ dậy, dậy 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 gì nè thì cái ngay đúng cái lần đầu tiên mẹ nói cái lần đầu tiên mà bạn thấy như vậy bạn sợ chứ bạn thấy mẹ bạn trợn 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 mắt lên mà cứ nằm cứ dậy dậy nè bạn sợ Bạn lại mẹ mẹ bạn đụng vô người mẹ bạn mà lạnh trời ơi bạn nói lạnh như cục nước đá vậy đó da thịt của mẹ đó Lạnh tanh nè em Đó bắt đầu là lại đụng mẹ 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 bị cái gì mẹ Con đứa con nào mà không vậy thấy mẹ mình vậy là nó sốt sắn lắm sợ Thì bạn vừa đụng với mẹ bạn bắt đầu mẹ bạn Đã mẹ bạn bật ngồi dậy cái Đã bắt đầu là tán mặt bạn cứ bóp một cái Đúng với mẹ làm gì đúng với mẹ làm gì tại sao đụng vô người mẹ biết mẹ đang đi làm công chuyện nguy hiểm không đúng như người mẹ làm gì bắt đầu là tán bạn xong rồi bắt đầu mới đẩy bạn xuống phá không là không có làm cái gì được hết mày đi về với bà ngoại mày đi mày cứ ở đây mày phá được không trời ơi chửi um sùm trời đất mà bạn có biết cái gì đâu khóc ve lên như vậy nè xong cái bắt đầu là mẹ bạn cũng dỗ dành mà mà cứ như là sợ không kịp thôi, thôi 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 bây giờ con con im nha bây giờ con con ngủ nha con ngủ nha ờ, cứ kể mẹ kể mẹ mẹ làm gì kể mẹ mẹ làm công việc mẹ làm công việc kể mẹ kể mẹ Đó là đó sao đó là bắt đầu là bắt mẹ bạn vừa nằm xuống là bạn chưa kịp ngủ bạn vừa nằm xuống bắt đầu là mẹ bạn lại lại tiếp tục là nằm bắt đầu là gọi là bắt ấn á cái tay bắt đầu bắt ấn gì đó bằng lâu mà còn không nhớ bắt ấn, bắt ấn bắt ấn gì đó bắt đầu bạn mẹ bạn nằm xuống nằm nằm xuống như vậy nè đó là khoảng chừng có một hai phút sau đó bắt đầu là mẹ bạn dãy nữa mà bạn cứ ngồi đó bạn nhìn mẹ dãy thôi không dám đụng nữa tại vì đụng cái mẹ mà trời bà tán bọc tay kia thấy mượn mặt trời mà đâu có dám đụng nữa cứ dòm vậy nè mà dòm mà cứ miếu mà người tưởng tượng một cái đứa nhỏ 7 tám tuổi mà ngồi kế bên thấy mẹ mình mà trợn tròn mắt mà dãy đạch đạch vậy đứa nào không sợ nó 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 ăn sâu vô cái tiềm thức bạn tới bây giờ bạn không quên được đó là cứ dòm như bạn mẹ cứ dậy 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 rồi mà khoảng chừng cỡ đâu nửa tiếng 45 phút có khi là cả tiếng luôn à bắt sau, sau đó bắt đầu là mẹ mới tỉnh dậy bà nói là những lần đầu bà không ngủ được đó mẹ tỉnh dậy xong thì cái ngay cái lần đầu tiên nó mẹ giải thích là à cái công việc của mẹ nó là như vậy à là mẹ à, đi giúp cho người ta vậy vậy thì mẹ nói sơ sơ vậy thôi à chứ cũng không có nói cho bạn biết thầy bà gì cả. Đó rồi bạn mẹ, mẹ dặn là từ nay trở về sau là cứ đêm mà thấy mẹ như vậy đó là con cứ bình thường thôi, con cứ ngủ đi, không sao cả. Cứ để đó cho mẹ công việc của mẹ thôi mà cứ mỗi lần vậy là người ta trả tiền nhiều lắm. Bắt đầu là bạn dẫn bạn <laughs> đi mua sắm như bạn điệu mà mẹ bạn cũng biết ý đó à, là bắt đầu là mua những cái giỏ đồ chơi về cho bạn đi chợ những cái đồ những những cái món đồ chơi đồ hàng mình ngày xưa mùi nhớ không cái đồ nhựa mình mà bán ký bán ký là có mà nguyên cái việt nam mình miền nào không có cái cái, cái đó gọi là bán đồ hàng trong nam mình gọi là bán đồ hàng đó đó là mua cho bạn rất là nhiều hình đó là bạn con nít mà khoái đồ chơi thì cũng quên đi mất thì bắt đầu là tới lần thứ hai thứ ba đêm hôm mẹ dậy bạn còn ngồi bạn giờ bạn sợ chứ mà riết rồi cái đó là nó quen nó quen luôn mà cái chuyện nó lâu lắm, nó 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 năm khi mười quả nó mới có một lần thôi chứ nó cũng không có nhiều lắm đâu. Bạn nói bạn tổng cộng bạn thấy mẹ dậy dậy vậy là chừng cỡ được hai ba lần. Những lần sau bạn cũng kệ là bạn cũng cứ ngủ như vậy thôi. Và bạn không có 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 hề biết là mẹ làm cái gì cả. Thì đến cái lần cuối này bạn gặp cái việc này xong mà sau đó bắt đầu là bà bà ngoại cũng khỏe rồi bắt đầu là mẹ bạn lại đưa bạn về bà ngoại nè. Thì cái lần đó là cái lần mà bạn bạo gan, bạn dám bước xuống dưới bếp luôn. Thì, thì cái lần hôm đó là mẹ bạn thì cái chuyện này cái chuyện nó cũng nhiều lắm đôi khi là mẹ bạn đưa rước bạn đi học về xong cái mẹ bạn bận cái chuyện pháp sự rồi mẹ bạn đi làm à, đi phải đi qua nhà người ta làm mấy tiếng hồ về thì cho bạn ở nhà mình mà bạn cứ dứt mực nghe lời mẹ lắm lúc đó điểm đó là bạn nghe lời mẹ lắm con ở trong phòng nha là mẹ à, có mua cơm mua hộp thì nọ rồi con rồi là để phòng vậy 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 thậm chí là toilet mẹ còn xây phía trên mẹ không có cho bạn đi sao đằng đằng sau nhà thì cái lần hôm đó là mẹ bạn quên mua đồ ăn cho bạn mà cũng gấp gáp như vậy bạn nói là đôi khi thấy mẹ rất là gấp gáp là đưa đứa bạn về đó con ở trong nhà này, 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 này chừng hai ba tiếng nữa mày về mấy tắm giờ mày về mày mày chạy qua đây cái là bạn đi vô trong nhà là chưa kịp hung tạm biệt gì là mẹ bạn rồ ra mẹ bạn chạy đi đó thì bạn cũng lẩn thẩn lẩn thẩn vô nhà cũng cất cặp táp vô nhà tắm tắm rửa xong cũng tự lập rồi Nên cũng vô bật tivi này nọ đồ coi cái hồi nó đói bụng À, mà bình thường bắt đầu bạn nhìn lên trên cái chỗ mà bạn mẹ hay bay hay để đồ ăn cho bạn thì không còn thấy cái món đồ ăn đâu à mẹ bạn quên mua đồ ăn cũng ngồi đợi <laughs> mà lúc đó mẹ bạn làm hơi lâu thì mọi người biết là cái con nít á khi mà nó đói á đó, với lại cái thời gian của con nít nó so với người lớn nó khác còn người lớn mình đợi một tiếng mình thấy nó nhanh chứ mà con nít nó đợi 15 phút rồi thấy nó là nó đã đã lâu rồi mà cặp đó bụng nữa mùi hiểu ý mình không cái cứ ngồi cứ chờ hoài chờ hoài chờ hoài cái đói quá chịu không nổi nữa thôi đi xuống bếp đi xuống bếp tại vì bạn nói là mẹ bạn đi xuống bếp hoài hả à? không có cho bạn xuống nữa chứ mẹ bạn xuống nấu nướng rồi đó xào nấu đem lên mà mẹ bạn nấu ăn rất ngon thì bây giờ đói quá đi xuống dưới thì thì có cái gì ăn cái đó dụ như cơm xịt nước tương mình không biết kia làm gì mình xịt nước tương mình ăn cũng được Cái đó quá thì lúc đó bắt đầu là bạn mới đi xuống dưới bếp bạn nói á bạn bước xuống dưới đó công tắc đèn bạn gió gió cái tay là bạn mở cái đèn lên cũng bình thường thì bạn nói cái bếp của bạn đó, nó được chia ra làm hai bên mà cái bếp bạn nó cũng tương đối là rộng đối với một cái đứa nhỏ bạn thời điểm đó là cái bếp nó rộng lắm thì cái bếp nó rộng như vậy nhưng mà nó được chia ra 1 phần 3 và 2 phần 3. 1 phần 3 là cái bếp. Là chỗ rửa, là tủ lạnh, là bếp ga, là nồi niêu, son chảo, là chỗ rửa chén là 1 phần 3. 2 phần 3 còn lại. Tức là cái khu nó rộng gấp đôi cái khu bếp. Nó lại là những cái kệ. Những cái kệ được trên tường mà những cái kệ gỗ, kệ cây mà nó sụp xệ lắm nha. Lư hương không. Lưu Hương mà nói là trời ơi chắc cũng phải là cả trăm cái luôn á, mà nó nhiều mà cái mới cũng có, cái cũ cũng có, cái mà nó đóng mạng nhện đầy luôn là nó cũ kỹ cũng có, mà cái mới, một cái nó mới bóng hới như mới mua ngày hôm qua cũng có, mà có cái là đầy chân nhang ra, có cái không có chân nhang nào cũng có luôn, mà nó đầy nhóc lên trên đó vậy luôn, bạn đứng bạn bùi tưởng tượng là cái cảnh tượng mà 100 cái lư hương nó đầy trên tường thì đó là một cái cảnh tượng đối với một cái đứa nhỏ là một cái gì đó nó kinh khủng lắm nó 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 rất là hoành tráng mà thậm chí là người lớn mình 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 nhìn cái cảnh đó mình cũng nó thấy nó ghê rồi mình thấy nó, nó 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 tò mò nó thu hút mình rồi xuống chi là một đứa con nít thì bạn cứ đứng bạn cứ dòm đi rồi tò mò thôi chứ không có sợ quá wow. oh. nhiều dữ rồi ta Ồ, lúc đó bạn còn chưa biết gọi là lưu hương nữa bạn ở ở ngoài bắc thì gọi là bát nhang đúng không bạn còn chưa gọi là biết chưa gọi là bát nhang mà nói sao nhiều như vậy cái này là nhớ trên bàn thờ nhà có một cái 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 rồi mà sao quá wow, nhiều quá nhiều quá thì cái lúc mà bạn đang đứng như vậy đó bạn nghe nha bạn nghe từ giống như là từ trong những cái lưu hương nó nói ra một cái mà nhiều giọng lắm một, một 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 cái tràn âm thanh nó nhìn mình kìa cứ nhìn mình kìa ai vậy ai vậy ai vậy đứa nào vậy đứa nào vậy đẩy nó đi ngắt nó đi nhéo nó đi đó là giống như là cứ nói cứ nói người này nói người kia nó có còn có người còn nói nè con cô lan á con cô lan đừng đừng có đụng nó con cô lan con cô lan bà ngoại nó bệnh cô lan đem về ở đem về đem đem về chăm sóc tháng mấy rồi gần tháng rồi gần tháng rồi một hai bữa nữa ngoại ngoại nó hết bệnh nó đi liền đừng đụng nó đừng đụng nó con cô lan mà bạn nói là bạn cứ gì nè hả hả giống như vậy, ủa ai nói vậy ta kiểu gì đó bạn cứ hả? ủa ai nói vậy ai nói vậy mình nghe cái giọng mà nó nhỏ nhỏ lắm kìa nó nhỏ 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 xíu 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 mà nó đừng đúng nó đừng đó nó con cô lan á nó con cô lan dài bữa nó đi rồi nhắc nó đi nhéo nó đi đẩy nó đi đẩy đi đẩy đó, là cứ nghe những cái giọng thi thao thi thao cứ hơi như là đó thì bạn đang đứng ở bắt đầu chống mặt mà nó nằm chống mặt nhau cứ, cứ tự nhiên không hiểu sao tự nhiên cái cơ mũ nó ập tới nó chống mặt chống mặt thì bạn cảm nhận được rất là nhiều nhất là nhiều những cái bàn tay đẩy vô người bạn luôn đẩy bập bập bạn bật ngửa ra thì khi bạn bật ngửa ra rồi là hết biết cái gì đã thì khi bạn mở mắt ra là bạn đã nằm ở trong cái vòng tay của mẹ bạn bệnh như vậy mình nó phải không phải là bệnh mà ý là mình bị một cái tai nạn như vậy mở mắt ra là vừa gặp cái là mẹ chửi liền tại sao Tại sao con lại đi nằm ở dưới đó? Tại sao con lại đi xuống dưới bếp làm gì? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi. Ở dưới đó mẹ không mẹ muốn con mẹ muốn gì con con muốn mẹ giận con luôn không? Con muốn là mẹ hết thương con luôn không? Trời ơi, bà nói là bạn khóc quá thì khóc tức tưởi á cái kiểu ốp mình đói bụng mẹ bạn mẹ mình mua mua đồ ăn cho mình bây giờ mình đói quá mình phải xuống dưới bếp mình thấy cảnh tượng như vậy mình thấy rồi mình bị bị người ta đẩy té rồi mẹ lại không binh giật mình không một lời xin lỗi gì cả mà lại chửi vừa mở mắt ra chửi liền trời ơi tôi nói khóc quá trời khóc luôn Đó, là ngay ngày hôm sau là mà quên thêm một cái nữa là trên người bạn rất là nhiều những cái vết bầm giống như là bạn bị ngắt nhéo bị đánh mà không có phải là kiểu như đau đớn đâu nha chỉ là, là những nhiều vết bầm đụng cái nào đau cái đó thôi chứ không có cái kiểu mà giống như là mình bị quýnh mà bị nhức sơn nhức xương nhức khớp là không có đó là bắt đầu mẹ cũng sức giàu rồi nọ nọ kia rồi mẹ cũng lại ra đằng sau mẹ cũng thấp nhang hay sao sao khấn 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 cái gì đó đó để bắt đầu là qua tức tốc qua ngày hôm sau là bạn được gửi về cho bà ngoại liền luôn thì bạn về đây là bao nhiêu cái sự quốc ức là bạn kể cho tại vì cả tháng trời không gặp bà ngoại mà và đó là cái thời điểm tuổi thơ của bạn là bạn thân với bà ngoại nhiều hơn á, bà ngoại y như cái người mẹ thứ hai của bạn vậy đó. Còn mẹ của bạn y như là mẹ mẹ mẹ, mẹ ghẻ của bạn kiểu vậy đó. Bạn về bạn khóc lóc, bạn kể quá trời kể thì đương nhiên bà ngoại của bạn ờ ừ, thôi con, cái nghề của mẹ như vậy thôi con không ngoại không có nói được thôi con không sao đâu con thôi mẹ thương con lắm đó mẹ bởi vì mẹ thương con thành ra là mẹ mới ra ở riêng như vậy chứ mẹ nào không thương con hổ dữ nào ăn thịt con đã là nói quá trời nói luôn và nói là suốt một khoảng thời gian dài luôn á là bạn rất là giận mẹ bạn luôn nha à, rất là giận mẹ bạn và mẹ bạn cũng hiểu điều đó tuy là bây giờ bạn đã về với bà ngoại rồi cách nhau có mấy cây số à về dẫn bạn đi chơi rồi mua sắm đồ đạc mua những cái món đồ xịn xịn sò sò đó đồ cho bạn đó để mà mà dụ dỗ bạn lại rồi thì bạn nhớ đâu đó đến cái năm á, mà bạn khoảng cỡ 14 15 tuổi gì đó là mẹ bạn chính thức gọi là 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 là, là bỏ nghề. Được cái đó là mẹ bạn đã, đã cố gắng bỏ nghề trước đó là tại vì nó là cái nghề thầy pháp. Thì sau này mẹ kể lại nhưng mà cái kiểu của mẹ kể lại đó là cũng kể vắng tắt thôi tại vì mẹ nói là mẹ cũng không có dám kể quá sâu đi à, tại vì bạn mẹ bạn sợ là bạn theo nghề thành ra là mẹ bạn hỏi thì mẹ nói mà mẹ nói cũng rất là vắng tắt kể chuyện nhanh ngọn lẹ lắm kìa thì cái đơn, đơn cái đầu tiên á là mẹ nói là mẹ đã chuẩn bị mất 3 năm trời thì mẹ mới bước ra khỏi được cái nghề đó À, là mẹ mẹ phải lo lót lại cho những cái cái người âm binh mà người ta đi theo mẹ trong vòng 3 năm trời thì mẹ mới dứt cái nghề để ra được là cái thứ nhất cái uh, cái thứ hai nữa là bắt đầu là mẹ bạn bạn nhớ đâu bạn là mẹ ở à, hồi nhỏ chứ những cái túi đó những cái lá bùa là gì mẹ à những cái tờ giấy là gì mẹ à đó là bùa mỗi một lá bùa nó tượng trưng cho một cái bát hương ở dưới bếp thì mọi tưởng tượng là 100 cái lư hương là nó sẽ có 100 cái lá bùa 100 cái tờ giấy là nó nhiều lắm thành ra mày nói là đôi khi là mẹ cứ bỏ vô giỏ gì đó điều nhỏ bốn năm cái giỏ, mỗi cái giỏ hai mấy tờ bùa thì cứ là bận pháp sự cái là bắt đầu là đem cái giỏ đi là đụng bùa nào là xài bùa đó cứ là mẹ nói là mẹ không có lựa cái lời giống như mình nhưng mình kể chuyện mình không có lựa đến ngày đến ngày đến giờ là tự động là bốc đi như vậy là hên gặp bùa nào là chơi bùa đó thôi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là bắt đầu là mẹ cũng có nói thêm là Ủa, không lựa vậy đó tuy nhiên có những cái lư hư tại vì cứ mỗi lần mà mẹ xài một cái lá bùa tương ứng mà mẹ nói trong nghề mẹ biết cứ mỗi lần mẹ xài một cái lá bùa tương ứng với cái lưu hương đó thì xong chuyện rồi là về thấp trả cho con nén nhang. Nên thành ra có những cái lưu hương lâu quá mẹ không có đụng tới. Có những cái lá bùa lâu quá mẹ không có đụng tới. À thành ra là không có chân nhang và nó nó bụi bậm và mạng nhện nó nhiều. Mà có những cái lá bùa mà nó trùng hợp hoặc là mẹ yêu thích à, giống như là cái 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 việc đó cái việc pháp sự đó là phải xài cái bùa đó đó là cái kiểu như vậy đúng không thành ra là mẹ đó là mẹ xài cái lá bùa đó nhiều thành ra là cái lưu hương nó đầy nhang hơn đó là có sự so sánh cái sự khác biệt đó là như vậy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là mẹ nói là những cái lần mà mẹ mẹ nằm mẹ dậy dậy như vậy thì như là ở trong miền nam mình gọi là đi thiếp à là có nghĩa là cái việc nó căng thẳng quá cái việc cái việc pháp sự đó nó lớn quá nó mạnh quá cái con quỷ con dông nó nó ghê quá giống như những kiểu mà duyên âm mình hay kể đó đó là mẹ phải nói chuyện với người ta xong bắt đầu mẹ hẹn người ta về đi rồi sau đó tối bắt đầu là mẹ mới xuất hồn ra mẹ đi mẹ đi đến đó để mà mẹ giải quyết cái vấn đề đó thành ra mới có cái cảnh tượng là mẹ nằm và mẹ cứ dãy 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 như vậy và cứ mỗi lần như vậy là mẹ đi thiếp á à và, và và mẹ đi thiếp và mẹ nói là cái nghề mày nói như không, mày nói người đừng nghĩ là cái chuyện mà à, thầy tốt là sẽ không phải tốn tiền thì đó không có đâu, mày nói là mẹ khi mà đi thiếp như vậy mẹ cũng lựa, mẹ cũng lựa cái người nào mà phải có tiền chút xíu còn nếu như mà người ta không có điều kiện mà trang trải cho mẹ thì mẹ sẽ dùng những cái cách khác giống như là sao ta cái kiểu giống như là 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 tiền nào của nấy cái kiểu như vậy đó từ khi nào mà phát tâm á à thôi bây giờ gia đình này gặp chuyện nặng quá mà cái duyên à là mình cảm thấy phát tâm mình muốn làm thiện nguyện ok đi thiếp miễn phí luôn nhưng mà nó là rất là hiếm tại vì cái đó mỗi lần đi như vậy là nó nó tổn hao nguyên khí khủng khiếp lắm đó thành ra là mặc cái nguyên khí mua được bằng tiền đơn giản là sao mọi người là là có tiền như vậy rồi mình mua đồ mình cúng rồi mình tẩm bổ tất cả mọi thứ con bầu ngư cũng phải mua bằng tiền mà tổ yến cũng mua bằng tiền mà đúng không cái kiểu là như vậy mọi người ha đó thì bắt đầu là nói, à cái đó nó xứng đáng để mình hy sinh cái cái nguyên khí của mình thì mình sẽ đòi cái giá nó cao hơn thành ra là mày nói là cứ mà mỗi lần đi thiếp như vậy là mẹ nói là mẹ nhận được nhiều tiền thì sau đó bắt đầu là mẹ mới mua đồ chơi cho bạn rồi thậm chí là mẹ gửi tiền về cho bà ngoại sơn sửa nhà cất nhà rồi mua xe này nọ đồ cho gia đình mẹ lo cho gia đình rất là nhiều cái nghề của mẹ mẹ lo cho gia đình rất là nhiều đó 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 là những cái câu chuyện mà xung quanh cái nghề của mẹ như vậy mà mẹ không có nói chi tiết nhiều hơn là đơn cử nhất là tại sao mẹ có duyên với nghề này sư phụ của mẹ là ai mẹ làm nghề được bao nhiêu năm đó là cơ duyên nào đưa mẹ đến nghề này là những cái đó là mẹ không nói mẹ không có nói mà chỉ là ờ à, là những đó cái kiểu mà vắn tắt là, là hỏi gì trả lời đó bùa chú sao sao đi tiếp sao, sao, là chỉ nói như vậy thôi đã chứ không có có nói sâu không và tới bây giờ luôn mẹ cũng không nói luôn và Bây giờ lâu lắm rồi bạn nói là cũng khoảng hơn 10 năm trời rồi, hai mẹ con không còn nhắc nhau gì không còn nhắc nhở mà nói gì đến cái chuyện mà thầy bà gì cả. Mẹ bây giờ mẹ y như một cái người bình thường. Mà cái chuyện mà mẹ làm thầy nó bạn nói là nó là một cái quá khứ đây Nó là một cái quá khứ mà bạn biết chắc chắn ngày xưa mẹ từng làm mà tới bây giờ là hơn 10 năm rồi. Mẹ trở thành một cái người nó bình thường như bao nhiêu người khác, không có bất kỳ một cái điều gì nó xa lạ trên đã thôi rồi đó là cái cái câu chuyện à, cuối cùng ngày hôm nay rồi một cái câu chuyện đó rất là hay ha mặc dù là là không có quá nhiều kinh dị đây là cái câu chuyện về tâm linh thôi nhưng đúng không là cho một người thấy được một cái góc một cái khía cạnh khác của một cái người làm thầy đã họ có những điều họ phải chôn giấu đi và có những bí mật trong nghề và thật sự đúng là kiểu như là khi mà làm thầy như vậy đó là con cháu này nọ nọ kia là những người thầy sắc đó nha những người thầy mà giỏi đó nha thì thường là họ họ biết cái nghề của họ là ảnh hưởng là họ làm tâm linh mà ảnh hưởng đến con cháu đó thành ra là họ phải dùng cách này cách kia để họ họ tránh né mà nhất là đàn bà nữa nhất là đàn bà là đường con cái này nọ nọ kia nữa nó cũng khó đúng không đó là phải hy sinh luôn là không gần gũi con mình không gần gũi con là một cái sự hy sinh rất là lớn lao với một cái người đàn bà luôn đàn bà có thể không gần chồng nha mọi người nên mình nói thật đàn bà là có thể là một khoảng thời điểm nào đó là không có thể là không cần chồng cũng được nhưng mà phải gần gũi con đó thiên chức là mẹ mà nhưng mà đã phải hy sinh luôn cả cái điều đó thì nó khủng khiếp lắm mà mọi người ha nhưng mà rất là may mắn thì uh, bây giờ là hai mẹ con đã rất là hạnh phúc này nọ là vui vẻ với nhau ha Thôi rồi, đó là cái câu chuyện uh, cuối cùng ngày hôm nay Một câu chuyện rất là hay Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này Và nhớ nghe Đừng quên là ngày mai Ngày hai ngày, hai ngày liên tục luôn 28, 29 là thứ năm thứ sáu Là sẽ có chương trình mua 2 tặng 1 Ở ngoài địa chỉ mới của mình là 511 Đường Minh Phụng ở quận 11 Đó là chi nhánh ba của mình chuyển từ địa chỉ cũ qua đó ha mọi người hen Và nhớ nha, mua 2 tặng 1 Nhân cơ hội là sửa gạo rang đã nên thử sữa gạo rang đi nha mọi người nha rất là ngon luôn mua cái dụ như mua hai ly mua hai ly được tặng ly mà được chơi thì cứ mua một trong hai ly đó là phải có sữa gạo rang cho mình uống thử đi tội đã lắm mọi người ha thôi rồi cảm ơn cái nhà đó rất là nhiều luôn nha Dũng Và mà xin chào tất cả mọi người